Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Bảo vệ ơi ơi quyền quy ơi yêu cầu xuống đi anh quy đưa đi anh quy đâu ơi ủa mới nghe nữa mà anh quy đâu rồi trời ơi té luôn rồi kìa hả té hả vô đây nè anh quy bên kia anh quy chạy với anh quy ơi kinh khủng quá. Chị Mừng gọi đại bàng, bồ con nghe rõ trả lời. Nghe rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi. Nghe rồi, chim cút nghe rồi. Đưa thằng chủ ra đi. Xong hết chưa? Xong hết rồi. Ổn chưa? Ổn rồi, đưa thằng chủ ra đi. Nè. Cái chuyện gì mà ông xòm vậy? Hả? Tất cả mọi chuyện các chú làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày ra cái gì vậy? An toàn rồi, một con kiến cũng không chui qua được. Mày điên hả? Này, không có kiến nào ở trong này đâu. Cái quần này tao ủi mà, nó có nó cũng chết rồi. Này, thế là cái chuyện mà bố mẹ tôi mướn hai anh làm vệ sĩ là có thật đấy à? Dạ có. Ôi dồi, thế thì chết tôi rồi. Tôi đâu có cần vệ sĩ gì tôi có. Phải cần chứ. Có chuyện gì đâu. Phải cần chứ. Trời ơi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đúng. Đó. Trèo cao thì té đau. Tào lao. Tôi nghĩ á, ông bà mướn tôi á, đó là cái trách nhiệm của tụi tôi phải làm là phải bảo vệ anh. Nhưng mà bảo vệ có ai muốn làm gì tôi đâu mà bảo vệ. Có, hồi nãy đó có một con búp bê bị hư đó. Nó chạy, nếu không có tụi tôi thì chết chắc. Nguy hiểm lắm. Thôi tôi thấy là cái chuyện này nó không, tôi không quen đâu. Làm này thì người ta để ý, nó trông như là dở hơi á. Dạ không sao đâu. Đây là ông bà chỉ có mướn có hai người thôi. Chứ còn bình thường có những ca sĩ khác người ta mướn tới mười mấy người mà khán giả không ai bu. À, thế thì nói chuyện đến ông bà, thế thì tôi dặn hai chú là đón bố mẹ tôi sang đây để xem cái show 50 năm của tôi. Bây giờ ông bà đâu? Xong hết rồi, yên tâm, thân chủ yên tâm. Giao cho tôi là yên tâm. Bởi vậy à, không thích nhưng mà ông bà ngồi đâu? Chỉ cho tôi coi. Dạ, xong hết rồi. Bây giờ đang ngồi rồi, đang ngồi một cái nơi rất là đẹp. Đang ở Paris rồi. Cái gì? Tại sao là Paris? Cái show Thúy Nga ở Cali, show Paris by night là ở Cali, mà tại sao lại đi Paris? Tại thiếu cái chữ by night. Ông biểu book show, book vé cho má tôi đi Thiên Nga Paris. À, tôi tự tưởng đâu qua bển coi bà Thiên Nga. Thôi chết tôi rồi. Thôi. Qua đó mới gặp bà Thúy thôi, chưa có thấy bà Nga. Nói phải nói rõ ràng chứ. Bây giờ book vé rồi, qua bên đó rồi. Các chú không hiểu là nếu mà hôm nay ông bà cụ tôi mà không có mặt ở đây thì không có ai giúp tôi giải quyết được cái mớ bòng bong này. Tôi điên đầu. Mớ bòng bong gì? Còn tụi tôi chi? Thân chủ nói gì kỳ vậy? Đây tụi tôi là theo lời ông bà chủ là phải bảo vệ mà. Phục vụ là có phương châm. Đúng. Phục vụ là phải có phương châm. Bảo vệ thân chủ. Lương lãnh đủ. Thôi. Hai chú im đi. Tôi không biết giải quyết cái vụ này thôi. Sao mà chửi quá trời chửi vậy? Trả tháng có 6.000 đô mà chửi gì thú. Làm bảo vệ mà chửi như ở đời á. Tôi nói rồi hồi xưa đừng có làm security, đi làm người mẫu chứ không nghe. Ông điên hả? Chân có thước mốc là người mẫu. Từ đầu tới chân á, đến cái chân không còn đỡ. Biết vậy rồi. Mà mình á, tại vì mình nghĩ là mình lực lưỡng cho nên mình mới đi làm bảo vệ. Chứ nếu mình ốm yếu đâu bảo vệ làm gì? Ốm yếu mới dễ lan lỗi ông ơi, sao mắc cười quá. Ông ngộ thiệt. Hơi. Gì? Búp bê hư nó ra lại rồi. Bảo vệ thân chủ. Tìm một con đường, tìm một lối ra. Ngày qua ngày, tìm hoài không ra. Chỉ chỗ cho bả ra đi. Anh Huy đâu? Anh Huy nó quên, anh Huy của tôi đâu? Sao hồi nãy anh gạt tôi? Tôi vô trọng kia không thấy anh Huy đâu hết. Anh Huy đâu? Thím ơi, thím.
tự trọng sẽ đi thêm. Hả? Đúng rồi, phải giữ tự trọng. Yêu cầu anh khiêng bà ra ngoài. Đó là trách nhiệm của mình, khiêng bà ra ngoài. Khiêng bà này cho gãy lưng hả? Bà như con heo gì mà sao khiêng nổi. Anh Huy đâu? Trời ơi, tôi yêu anh mà. Cái gì? Hả? Yêu anh Huy hả? À. Cái gì? Trời ơi. Thì ra thân chủ mình ăn ốc đổ vỏ. Hốt nhỏ rồi xong giờ bỏ nhỏ này. Bây giờ người ta mới đi tìm á hả? Nó mới đi tìm đó. Chết rồi. Mà ông này cũng hay á. Nhỏ gì mà ăn hết được hay thiệt. Cái thẩm mỹ về nghệ thuật thì có. Đúng rồi. Mà thẩm mỹ về mỹ thuật hình như Đức Huy không có. Ghê quá. Nó giống như cái phim của con gì Annabelle gì đó. Hả? Ghê quá. Thôi anh Huy đâu? Hả? Anh Huy đâu? Nè nè đi. Hả? Anh Huy đâu? Giạt ra đi. Giạt ra. Yêu cầu giạt ra đi. Giạt cái gì? Này này. Anh Huy đâu? À đây đây. Anh đây. Huy. Anh Huy. Thôi đó. Ơi. Ơi ơi. Ủa? Ơi. Em là ai? Hả? Em là ai vậy? Kéo ai ra. Vậy? Ai vậy? Làm gì vậy? À, tôi muốn tặng anh Huy. Anh Huy tuổi con heo mà. Tặng anh nè. Đưa đây. Này, lấy con heo này, lấy con heo này. Rồi thôi, lấy con heo này đi. Lấy heo này đi. Anh Huy, anh không nhớ em hả? Em là ai? Em nhắc Huy ơi. Này, chị ơi. Bữa nay là anh nói là ba má anh tới đây, để coi mắt em mà. À, em có phải là Jennifer trên mạng không? Dạ đúng rồi, Jennifer đây. Trời ơi. Thôi thiệt với em. Bây giờ nhiều Jennifer quá, đâu biết Jennifer nào. À, mà hai cái Jennifer kia tôi biết là hai Jennifer đẹp không á. Jennifer Phạm với Jennifer Nguyễn là bà Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà đẹp á. Thì có ăn có thôi, cũng Jennifer vậy. Con này phơ chứ gì mà phơ. Cẩn thận, thân chủ, cẩn thận. Cái gì? Ủa, mà anh làm gì đâu? Cẩn thận, nó đè là chết đó. Không. Cái gì vậy? Không, không. Để tôi nói, bình tĩnh, cô này không sao đâu. Có hơi khác cái hình mà em gửi cho anh trên mạng thôi. Chắc là có Photoshop gì phải không? Dạ. Nó không có Photoshop đâu, nó chặt đầu con khác nó để vô. Ông đừng có xạo. Không có, hình của em thiệt đó mà. Nhưng mà sao? Hả? Sao em ăn mặc kỳ cục vậy? Không, cái style em nó vậy mà. Rồi em lên đây. Rồi em lên đây làm cái gì vậy? Trời ơi. Ngồi nè. Anh quên rồi hả? Anh nói với em là bữa nay ba má tới đây ha, coi mắt em. Có đúng. Em gặp rồi, em sẽ dẫn anh với ba má anh ra Cà Băng rút $1,000,000 ra cho xài. Trời ơi. Sao nó giàu dữ vậy? Ghê ta. Xấu xấu mà giàu ghê. Kệ mẹ, nhắm mắt làm liều đi. Cái đó của ông Huy mà. Thì bây giờ ông hốt, tôi với ông hốt luôn. Ok. À, ba má có rồi. Ba má sắp tới rồi. Không, nhưng mà cái chuyện đó nó... Ba má tới đây rồi. Có. Tại sao tới đây khoan? Lúc khoan. Dạ. Để em tôi giải quyết cho. À, ba má của anh Huy tới rồi. Đâu? À, đang ngồi kéo máy ngoài kia. Ủa? À, đúng rồi. Tội nghiệp bác gái thua 5,000. Thua 5,000 kéo không được. Thua 5,000 bây giờ cái tay hết đánh piano được rồi. Chuyện nhỏ. Thua 5,000 phải không? Đây. Cầm lấy 10,000 qua. Ha. Ra ngoài đưa hai bác, mời hai bác vô nha. Trời ơi. Thôi em, không được. Anh không thể nào để em làm chuyện không này. Không sao mà làm. Không có nhiều đâu. Kỳ lắm. Anh cứ yên tâm đi. Thôi hai người đứng tâm sự đi. Tôi ra tôi mời bác vô. Dạ. Hay quá nha. Trời ơi, sao tụi bay để tao đây? Quỳ. Sao anh hưởng hờ với em vậy? Cái ghét quá à. Anh quên nè hả? Anh quên là anh nhắc có những kỷ niệm với em rất là nhiều mà. Em biết không? À, mỗi lần em nghe cái bài hát mà Người Tình Trăm Năm á, em có cảm giác là anh viết cái bài đó riêng tặng cho em á. Bậy bạ nè. Anh biết hồi đó là hồi em chưa đẻ luôn mà. Nhưng mà em có cảm giác vậy mà. Hay là hồi nãy anh có cái đàn đó anh lấy ra, cái đàn cho em hát chút xíu được không? Giỡn chơi hoài. Chơi gì? Đi vô nè, đi, tôi đợi cho em hát đi mà. Đàn đâu? À, đã quá, nịnh lượng cái rồi. Rồi sao? Mày ngồi ha, ngồi ha. Dạ, đứng nè anh, đứng cho nó sung lên. Lại nè. Vô nha, vô luôn nha. Vô, 2, 3. Đến một ngày nào đó,
em sang. Một ngày nào đó em nhớ có một lần, một lần mình nói ta yêu nhau, có luật sư làm chứng. Bầu trời sợ lời của tôi rồi đó bà. Cái gì vậy mới hay chứ, có bằng trăng gì, bằng trăng đâu bằng luật sư anh. Luật sư nó có giấy tờ đàng hoàng. Một lần đã chọn nghề hiếm dâm với anh, em mãi là người tình chăm nén. Thiếu nhan sắc nhưng mà hát cũng gần được. Đâu anh thấy nhan sắc anh đẹp mà. Nãy em ngồi ghế kia cái ông kia ông chảy nước miếng quá trời. Quay á quay. Ủa ai vậy? Quay hả? Quay á quay. Ai vậy? Quay á. Ủa? Quay á. Thôi cái này đủ rồi. Quay á quay. Đủ rồi, giãn ra cho tao. Quay á. Con ở đâu rồi? Dạ con đây, con đây. Quy đâu bò? À cái biệt anh là mổ đây. Quy đâu? Tới đó cái biệt anh là mổ đây. Hả? Ai à, nhìn Quy? Ba má anh. Ủa sao kỳ vậy? Anh nói tiếng Bắc, rồi ba anh nói tiếng Trung, còn má anh nói tiếng gì trong tiếng Thái vậy? Anh cũng không biết làm sao luôn. Má anh nghe kỹ rồi coi nó nói gì vậy? Quy đâu? Tại sao? Tại cháu mày đi ở má Di Khờ, mày hát mày bỏ ba má mày ở dưới quê. Ông nói cũng hiểu chứ cả đi. Để tôi tống dịch cho để đi ở mẹ mẹ đi cá lơ mì đâu rồi. Ủa cái gì vậy? Thằng đi mẹ chủ nắm rồi, thằng đi ở mẹ đi cá, thằng đi ở mì đâu. Ai qua mày hát được không? Tại em đúng rồi, ba má dưới quê không biết gì trơn. Để tôi thông dịch cho lại, nói là đi lâu quán mà cũng biết gì trơn đi tây. Là cái gì với anh? Sắp hiểu rồi. Nói gì em không nghe không được. Anh cũng sắp hiểu thôi. Khi nào anh hiểu anh nói em nghe. Dạ. À ta hầu chưa? Hầu chưa bỏ mày để mày ra mày nuôi mày rồi lớn lên rồi mày bỏ mày đi má chột nám rồi mày không về mày bỏ mày má dưới quê mới đúa mày chơi trơn. Hả? Để mà thông dịch cho là tôi để con ra đây là cho con bù đây. Chứ là đâu cũng ai biết chứ con đi mẹ chục năm á chứ con chưa về thầy. Quy! Để tôi dịch cho. Nói gì vậy? Thôi thôi được rồi. Núa không có hiểu gì hết trơn. Thôi tôi dịch cho nè con. Thôi cho má mày nói là mày cho mày về cho bố đó. Rồi cho mày cho đủ rồi. Ba má nói gì vậy em nghe không được. Má nói đó là nhìn cái tướng em mà mai mốt đẻ đó. Dạ. Nhiều sữa cho con bú lắm. À, bà qua bà nói chuyện đi không hiểu. Ý là bà nói là con là cháu ni là con có lấy thân lý đó là coi như là con đẻ nhiều là con có chừa cho con là bù đó. Con nói không có hiểu cái nuốt cái tiếng mà khó nghe để tôi nuốt cho nghe. Tao bà cháu là cái quay đâu chứ quê là cháu lớn lên hồi xưa má cho ông bú nhờ ông bú hạt hà. Dạ là sao? Đó thì đó vậy thôi. Không hiểu gì cả. Thôi. Thôi mà ta thấy hai đứa bay đẹp đôi rồi. Đám cưới đây. Đám cưới luôn. Dạ khoan. À, con tự giới thiệu. Con là Jennifer. Biết rồi. Không biết. Ngu. À, thấy hai đứa đẹp đôi là bạc cho hai đứa lấy nhau luôn. Lấy nhau đi. Đám cưới đi. Ta nói giãn ra, con nói giãn ra. Em nhập vào. Ta được rồi đó, mày hốt rồi đi về mày hốt con này thôi, về thôi, mày thôi, ăn thôi, một năm. Thôi. Này mày hốt con này về mày ăn thịt tới thanh ghi viên với hết thịt. Bác ơi bác. Tôi bắt bỏ hai ông bây giờ. Hai bác ơi. Hai ông lột mặt nạ ra dùm đi. Hai bác muốn hỏi tôi gì không? Bác cái gì hai anh security. Rồi con tên là Jennifer gì? Dạ Jennifer. Jennifer. Dạ. Jennifer. Ít mẹ nè. Đàn bò con ghế mà có rau ông ơi. Phơ. Dạ. Phơ ơi phơ. Dạ. Rồi ta có nguyên quán ở đâu? Dạ hồi đó con có nguyên cái quán phở giờ con ế quá con sang rồi.
con này sao nó ngu dữ vậy? Tôi hủa nó nguyên quán mà hắn kệ không có quán phở. Hắn có quán phở kệ cho hắn chứ. Ê, ý bạch tái hồi là cái quê quán. À, không, quán của con không có quê đâu, sang lắm. À, bị quán sang quá nó sang quán rồi. Quán mày sang kệ mẹ mày chứ. Ý tao hủa mày là cái quê, cái chỗ mà ba má mày. Cái nơi mà ba má sang em ra. Ba má mày một đêm không ngủ cả mày đó. Hiểu rồi. Đúng rồi. Dạ. Quê. Dạ, ở bệnh viện Từ Vũ á. Con này nó ngu mà nó ngu kiên nhẫn ghê. Con này lấy về khó đào tạo. Đúng rồi. Tài năng tiềm ẩn nhưng mà rất khó đào tạo. Thôi, lật bài ngửa chơi với nó đi. Rồi. Tôi nói cho cô nghe nè. Cô á không phải là đàn bà gì hết. Ê, cho chấm lên cho mày. Ủa? Nãy giờ đó anh thấy cái chuyện nó rối quá, tại vì anh muốn trình bày sự thật cho em nghe. Hả? Cái này là hai người sư. Dạ đúng, ai đem là sư cô. Sư cô đó tí. Là bởi vì. Dạ tụi em cũng chỉ là sư cô lấy tiền thôi. Ủa sao hai người ta? Sư cô cả một tháng mà lãnh lương có một lần. Có gì kỳ vậy? Thì đó. Hai người vô làm giả ba má anh Quy là sao? Đây là như thế này, để anh trình bày. Là dạo sau này đó, anh đi hát thì có rất nhiều người hâm mộ. Dạ. Và mỗi người hâm mộ một cách khác nhau. Dễ sợ. Đúng không? Dễ sợ. Và đi nơi nào thì mà mình được người hâm mộ, như vậy là quý rồi. Dễ sợ. Và gặp cái trường hợp như em đó thì anh cũng rất quý. Mà mấy người này lại lên, lại ngăn cản em. Thì thật ra anh nghĩ là em cũng không cần phải cải trang làm gái như thế này. Yes, sir. Yes, sir. Em hiểu không? Thế thì anh nghĩ là em cứ là em. Rồi em nói là em lên, em muốn gặp ai thì em gặp, thì người ta sẽ cho em gặp. Không được. Em muốn gặp mấy lần rồi mà hai ông nội này cứ cản hoài, cho nên em mới giả gái gì chứ. Giả gái gì mà thích mẹ luôn à. Thế tại sao mà em không email cho anh để anh biết trước? Hay là em gửi thơ? Em gửi mấy trăm lá thơ email cho anh mà sao anh không trả lời? Anh có nhận được cái gì đâu. Ôi, sao kỳ vậy? Hai đứa kia, mấy cái email tụi bay xóa hết rồi hả? Dạ, xóa hết rồi, thơ nhận được đâu hết rồi. Đó, anh thấy không? Hai ông này kỳ cục ghê. Thấy cái chuyện này đâu cần phải rối. Không, mà bây giờ nó nói cho cô. Cái gì? Ai? Bây giờ kêu bằng cái gì? Con, không phải thằng. Con thằng Lăng. Con thằng Lăng, cái gì? Bây giờ tôi nói cho anh cô nghe nè. Anh cô nghe. Cô anh nghe nè. Mệt quá, nói cho bây đi nghe nè. Mệt rồi. Bây giờ ái mộ kiểu nào cũng có hết. Đó, như là anh Đức Huy anh nói rồi. Nhưng mà ái mộ á là nó có nhiều cách ái mộ. Mình thương người ta, nghệ sĩ rất cần cái tình thương của khán giả. Nhưng mình bày tỏ cái tình cảm của mình như thế nào, đừng làm cho nghệ sĩ người ta sợ. Nói nè, làm dây là đã thấy sợ rồi, chứ đừng nói gì mà tới nói chuyện. Bận đồ dây là tôi đã thấy sợ rồi. Sợ cái gì? Tại bắt buộc lắm em mới làm vậy thôi chứ bộ. Thật ra là em biết anh Huy á, mới đầu anh hát xong á, anh người này rất là cô đơn. Em chỉ muốn gặp thần tượng của em, kết nghĩa là mạnh em thôi. Nhưng mà mấy anh khó quá, mới lần lợi gần anh cứ đuổi đi hoài. Ủa thì tôi ăn cơm chúa phải mua tối ngày lãnh lương đó, sư cô phải lo cho đầy đủ chứ. Thôi. Sư cô đi tên mà. Em biết rồi. Thôi về mốt em không có giả gái nữa. Tôi thích gì đúng rồi, mai mốt anh cứ để bình thường con người của anh. Tôi sẽ lo cho anh hết mọi cái. Mà anh nói trước nha, anh em không phải là BD đâu đó. Anh là em là đàn ông đàng hoàng á. Phải giỡn đâu à. Thôi, bây giờ hiểu nhau hết chưa? Còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không. À, nói chung là mai mốt cứ muốn gặp anh Đức Huy là gặp tụi tôi. Đây. Mà báo cho biết là tháng sau là ba má anh đuổi rồi. Ủa gì kỳ vậy? Đuổi tụi tôi rồi. Ủa, nên liên hệ người khác. Muốn về làm sờ cô mà sờ cô không tốt, đuổi. Ủa gì kỳ vậy anh Huy? Đây. Thôi hai người này dễ thương mà. Má, cái tiền hồi nãy trả lại cho anh á. Dạ. Tại vì thật sự tụi tôi muốn làm vậy cho anh ấy thôi, chứ ba má con Quy bây giờ không có đi coi được. Nhưng mà còn có 9.800 thôi nha. Sao vậy? 200 mà hai đứa chơi roulette rồi. Trời ơi.
Không sao, em tặng luôn. Thôi. Chào mà. Thôi vậy được rồi, thông cảm giùm tôi nha. Tại nghề của tụi tôi mà. À, anh cũng thông cảm cho em nha anh. À, tại cái nghề của tụi em vậy. Vâng, dầu sao cũng phải cảm ơn em. À, em rất nhiệt tình. Và bây giờ thì mọi chuyện mình còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không, bây giờ em vui bây lắm. Bây giờ con tim đã vui trở lại chưa? Dạ. Con tim đã vui trở lại. Trời ơi, vui lắm anh ơi. Vui trở lại chưa? Vui quá thì vui quá rồi. Con tim nó lòi ra ngoài luôn. Đúng rồi, con tim vui lại rồi. Chưa. Ôi, mình làm gì nè? Vui hát đi. Dạ, con tim đã vui trở lại. Và tình yêu đã dâng về người. Còn tâm hồn nguyện yêu mãi. Riêng người mà thôi. Chương trình này được bảo trợ bởi Công ty Lụa Thái Tuấn, Tân Hiệp Phát, Viện Thẩm Mỹ Cơ Thị, D&D Gel, dầu gió xanh hiệu quần ó của Công ty An Hing Corporation, Usis Group, Young Healthy Lunch của Công ty Hằng Lê và Teletron. Không thèm kéo mất vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Mày đứng lại. Chồng tôi lắm. Mày đứng lại. Mày đứng lại. Tao giết mày chết. Mày đứng lại. Nè. Tao nói mày nghe, đi, đi liền. Bữa nay tao phải đuổi mày đi hả? 30 Tết tao cũng đuổi mày đi. Con vợ gì đâu mà ly lắm. Cái gì? Ông tối ngày lo ăn nhậu, không có chịu lo làm việc gì hết trơn hết trời. Ủa, mày nói mắc cười quá. Cuộc đời tao có gì vui đâu. À, tao ăn nhậu là đúng rồi. Dạ. Bây giờ tao hỏi mày, ruộng ai làm? Tôi làm. Việc nhà ai làm? Tôi làm. Con cái ai lo? Tôi lo. Mày lo hết, tao lo gì, tao nhậu. Ông nói vậy ông nghe được hả? Nghe được mới nói chứ. Tôi làm bao nhiêu chuyện đó là để cho ông có sức khỏe, ông lo đi mần. Ông kiếm tiền gì nuôi vợ con? Ông không làm gì, 30 Tết rồi mà ông coi trong nhà không có cái gì hết trơn, trời làm sao mà cúng rước ông bà chứ. Mày rước đi, mày thích thì mày rước đi. Đã biết trong nhà không có gì còn rước ông bà vậy làm giống ông gì? Không có nghe ngược vậy. Mà tao hỏi mày nghe nè, cái chuyện rước ông bà là chuyện của mày. Hồi xưa tới giờ ai cúng? Thì tôi cúng. À, vậy mày cúng thì tiện mày lo đồ cúng đi. Mất mớ mày nói tới tao. Ông nói gì mà không nghe được không Tư? Được xong được. À. Tao thích nè. Nè, chưa nói nha. Tại sao vợ chồng với nhau mà mày đi ăn cắp đồ tao mày giấu? Tôi ăn cắp cái gì? Mày ăn cắp 40 lít rượu của tao mày giấu. Trời. Tao mua để tao chuẩn bị, để tao nhậu Tết mà. Trời ơi, Tết trước tới đây là không lo sắm trong nhà. Còn mua rượu về để trữ uống. Bọn tính ngâm rượu mẹ con tôi hả? Cái mặt mày không là 50 lít rượu ngâm chưa đủ. Mày là phải ngâm một cái hồ rượu. Mày xuống nước còn tràn lên mà. Ông á, tối ngày nó ăn nhậu không à? Hả? Cái cây mai này nè, tôi trồng á, là đáng lẽ mùng 1 nó mới nở. Ông sai xỉn, rồi ông đi tiểu vô giờ nó nở sớm rồi nè. Con quỷ này. Ê, đây là nhà của tao nha. Ta đi về ta thích tiểu là ta tiểu nè. À, ta tiểu là do ta do ăn cá khô cho nên đạm nó nhiều, cho nên nó nở sớm. Còn bây giờ nói nè, con cái mày cũng dẫn về ngoại hết đi nha. Để ở đây đứa nào tao. Anh nói gì kỳ vậy? Con cái là hai vợ chồng nuôi. Bây giờ anh kêu tôi nuôi tụi nó là sao? Mày đẻ mày phải lo chứ. Gì? Mày đẻ ra nó mày phải lo chứ. Ông không làm lấy gì tôi đẻ. Mày nói câu này là mày vu oan giá họa cho chồng mày rồi. Ta làm gì đâu. Hồi mà ta lấy mày về ta mập bự con. Ha? Xong đầu lấy về xong xuôi. À, mỗi lần mày ấy cái mày thích cái gì cái mày cho tao uống rượu tao xỉn cái tao nằm nè. Tao nằm tao không biết gì. 2 tháng sau mày thông báo mày có chữa. Mà mày đẻ 14 lần tao lép còn nhiêu đây. Mày làm không cho tao làm đâu. Mày đổ thừa tao mày.
Đơn giản. Tôi không ngờ là một người chồng nát rượu như vậy. Ê, nói chuyện nát rượu là sai nha. Tao uống là tao uống nguyên bình không, chứ không uống nát nha. Bây giờ đi. Đi liền. Anh... Đi. Anh đuổi tôi hả? Đi. Đó, trời ơi, không biết hồi xưa cái mắt thẩm mỹ của ta chừng nào mà ta lấy mày kìa. Ngáp như con cá là hắn hay con. Anh đuổi tôi. Bỏ xuống. Mày bỏ xuống. Trời ơi. Trời ơi, ta nói mày nghe, mày dở lên bao nhiêu người ói hết. Đi. Mày lì hả? Đi không? Nè, trước khi đi, đem cái bàn thờ đi luôn. Tết tao nhậu tao không có cúng đâu. Anh cứ để cái bàn thờ ở đây đi. Để cho ông bà chứng kiến có thằng cháu mất dạy. Mất dạy mà. Mất dạy hả mày? Nè. Dám nói tao mất dạy hả? Anh không có đánh tôi nha. Tôi nhịn anh bao nhiêu năm nay đó, là tôi sống giống như trong ngục tù vậy đó. Chứ không phải tôi sợ anh đâu. Tại vì tôi muốn gia đình êm ấm, không muốn bà con là hàng xóm người ta nói là gia đình mình cơm không lành, canh không ngọt. Bây giờ có cơm lành ngọt hay không mà nhìn hai người là biết ai ăn nhiều, ai ăn ít rồi. Đi mày! Anh đuổi tôi nha. Đi! Nhưng mà ra duyên á, mà anh đem kiệu qua đó, khiêng tôi đi tôi cũng không có thèm về đâu. Mày xe bò kéo còn không nổi rồi đó mà khiêng kiệu. Đi ra đây! Anh... Đi đi! Trời ơi! Có chỗ nào mà lấy mỡ xa ta đưa con này vô lấy hết. Phẻ, bây giờ là phẻ ra. Không, một mình một nhà muốn uống sao uống, không có bị cằn nhằn cửa nhửi cái gì. Gì hả hai? Mày đi đâu hả? 30 Tết mày ôm chiếu ôm lợi đâu hả? Tao thông báo cho mày biết một cái tin xét đánh. Cái gì? Con vợ tao nó đảo tránh tao rồi. Bây giờ nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa tao cái bịch xốp này với lại cái chiếc chiếu này. Mày coi tao sống làm sao, tao ăn Tết ở đâu? Rồi tao nói mày ngu quá, mày không làm theo lời ông bà. Ông... Mày để con vợ mày nó ăn hiếp mày. Tao nói cho mày nghe, năm nay mày ăn Tết chung với tao đi. Hả? Bây giờ tao cũng một mình, mày bị vợ đuổi, tao mới đuổi con vợ. Hả? Hai đứa mình chơi xả láng năm nay. Ê, mày nói ông bà nói gì? Ông bà có cái câu là dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về. Ồ. Cho nên nó bơ vơ mới về mình phải dập nó lên. Ồ, vậy là ông bà mày, còn ông bà tao là khác. Sao? Mà đặc biệt ông bà của con vợ tao nó khác nữa. Sao? Đêm động phòng qua chút, tao chưa mừng ăn gì ráo trọi. Mày biết nó hát cái câu này nè. Câu gì? Dạy con từ thở còn thơ, dạy chồng từ thở tơ hơ mới về. Ê, tao nói mày nghe. Mày không để ý cứ rước dâu nha. Đó, mày cứ canh me cái bóng nó mày đạp. Là từ đó trở đi nó sợ mày. Ủa đạp cái bóng là mình làm. Là mình trên kèo nó. Ờ, tao đâu có biết. Bây giờ vậy, trải chiếu ra. Bây giờ nhà tao không có ai. Ờ. Trải chiếu ra tao với mày nhậu múc chỉ. Đúng người rồi. Người ta nói vậy nè, tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè, tháng 3 mới tới rượu chè. Nhưng tao với mày sẽ uống từ 30 cho hết tháng 3. Rồi. Anh tươi. Nhậu đi. Anh Tư ơi, thần tài đến bên anh rồi. Từ đây kiếp hàng gì sẽ không còn ở bên cạnh chàng. Kể từ đây đời anh may mắn đã gặp số hên. Anh sẽ đi lên từ đây phú quý giàu sang. Forget me not when you have a lot of money. Đã cho rồi xin anh chớ phụ tình em. Ê, cái con vé lồ kia, mỗi lần tao thấy mày lùn lắm mà bữa nay sao mày cao dữ hả mày? Kệ em đi, anh xăm xôi quá à. Nó quất cái cặp chuồng ba lá kìa. Ê, mày vô đây làm gì vậy? Em vô... Ê, tao nói nghe nè đực. Gì?
Kỳ quá anh Tư, kỳ quá Đực nó đi xa rồi. Giờ tao có tên mới. Tên gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Lý mà, Nhã Nhị Ngọc. Tên gì mà kỳ cục hả? Mày tên khai sinh là Nguyễn Văn Đực. Cái chữ Đực giờ nó đổi lại rồi. Nó lấy cái tên là Lý Nhã Nhị Ngọc. Cái ủa? Tên ê mà mày nhả hai hột ngọc đó chưa? Kỳ quá. Cái vậy? Cái vụ mà có nhả được hai hột ngọc đó hay không phải tùy thuộc anh Tư. Ê, mày đừng vô duyên, đừng nghe lời nó nói nha. À. Đừng vô duyên nha mày. Hồi nãy em nói rồi á, đã cho anh rồi, xin anh chớ phụ tình em. Hả? Trời ơi, trời ơi. Mày gian díu với con ngựa này à. Tâm bậy. Ê, 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 mày nói cho đàng hoàng á. Tao làm gì tao cho mày gì? Em biết thế nào anh cũng lật lọng hà. Anh Tư vậy? Sáng nay trong bụi chuối đó. Trong bụi chuối đó nhớ không? Bụi chuối gì bà nội? Lúc em cho anh, em có quay clip lại. Chết mày rồi Tư ơi. Mày vô bụi chuối, mày tà te tí te với nó. Nó quay clip đợi nó đưa lên YouTube là nó tống tiền mày sạc máu. Chết cha mày rồi. Tà te bà nội mày. Anh hai làm gì mà te? Từ... Ê, mày nói đàng hoàng á. Nó nghe nè, từ từ. Tao mới uống sơ chơi cho tao không có chỉnh thôi. Tao kỳ quá à. Cái chuyện mà tống tiền là anh Tư yên tâm đi. Em có làm gì đâu. Anh muốn cho nhiêu cho à. Cái gì? Dạ, nhưng mà cái clip mà quay lại là có. Đây nè, hồi sáng lúc mà em bán trên 3 tờ vé số mà thiếu á, em có quay clip lại để làm bằng chứng. Trời ơi, tao bán vé số mà nó cũng quay clip lại làm bằng chứng làm gì mày? Dạ. Mày làm với ai vậy? Giờ mày qua đây làm gì? Em nói với anh Tư nghe nè, 3 tờ vé số mà em đưa cho anh đó, trúng độc đắc. Gì vậy? Mày mới nói gì? 1 tờ 2 tỷ, 3 tờ 6 tỷ. Anh trúng độc đắc 6 tỷ. Tao thiệt hả? Yeah. Mày thề đi, nếu mà nó không trúng độc đắc, cho mày chìm ghe mày chết đi. Em thề, em chắc chắn. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Ba tờ vé số. Ba tờ. Mày ba, để đâu? Ba tờ vé số trúng. Cái gì vậy? Anh làm gì vậy? Mày để đâu? Ba tờ vé số cái quần. Cái quần là sao? Anh yên tâm, bây giờ mình trúng 6 tỷ là anh mua 1.000 cái quần cũng được. Không. Tao để trong cái quần kia không biết giặt chưa. Trời ơi, kiếm lẹ lên, kiếm lẹ lên. Trời ơi. Ê, đực. Hả? Đực gì mà đực? Ví dụ kêu mày bằng gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Nhã Ngọc. Dạ, Nhã Ngọc đây. Ok, chừng nào mày nhã kể cha mày, nhưng mà tao hỏi mày nè. Tao hỏi mày nè. Thì anh hỏi đi. Ê, nó trúng thiệt 3 tỷ, số 6 tỷ hả mày? Trời ơi, bán với số mà. Làm sao mà em sẽ trật được ôi chứ. Ôi. 6 tỷ. Gần Tết mà nó hơi thiếu ớn luôn ha. Dạ. Ôi, ôi. Nghe nè. Gì? Đúng ra cái số đó là số của anh đó. Là sao? Sáng sớm em nghĩ tới anh rồi, em phóng qua nhà của anh. Em định dâng lên cho anh. Mà lúc đó không biết á, anh ngồi trên cái phản anh nhậu đó. Xong không biết anh làm gì mà vợ anh giận quá. Trời ơi, chị cãi quá, xong rồi anh cãi với chị, xong rồi chị đá xong phịch má. Anh dâng dính lên trên tường, té xuống sập mặt luôn. Thì nó quýnh tao nè. Dạ. Yeah. Xong rồi lúc mà anh nhậm xuống, anh định ngồi vậy, anh định trả lời chị, chỉ tán thêm hai bạc tay nữa. Là cái lúc mà em phóng tới em khiều khiều anh đó. Em định bán 3 tờ giấy số cho anh. Mà anh không, cái số không có hưởng. Gì vậy? Tổ cha mày Nhã Ngọc. Sao lúc đó mày biết nó trúng rồi mà tại sao mày không đàn áp tao? Mày không quýnh tao, mày không neo đầu tao mày ngồi. Mày yêu cầu tao mua tờ giấy số đó. Em cũng muốn lắm anh ơi, nhưng mà ba cái vụ này phải có số hưởng nữa anh ơi. Ba cái vụ tiền 6 tỷ, trời ơi. Hôm nay tôi ăn Tết tiêu rồi. Trời ơi. Anh hai hả? Trời ơi, chết rồi, anh xỉu rồi, trời ơi. Đây, em. Trời ơi, có dầu gió xanh của công ty Enhin Corporation. Vừa mới gửi về ông để em xích cho anh nha. Trời ơi, này nó cái hộp nó lóc lánh, vậy mới là hộp thiệt nha. Đó, người có tới là người Việt ở Mỹ. Là ai cũng phải mua một lố về để cho Tết. Đây nè, tỉnh dậy. Trời, anh hửi dầu gió, anh hửi em. Tỉnh dậy.
Anh mà có 6 tỷ chị đâu có đánh anh dữ vậy nè. Đúng rồi. Lấy dầu gió xanh đó, Anhin Corporation xức vô nha. Ừ, cái dầu này xức sao nghe nó êm quá. Dạ. Cho mượn coi coi. Dạ. Coi thôi cho tao luôn nha. Ê, đại, đại. Đồ thiệt nha. Không phải anh nên dễ vậy. Ê, mày nói lại, nói lại. Nói lại. Sao anh tôi? Tao đã kiếm ra 3 tờ giấy trúng rồi. Nếu mà mày dò mà trúng, tao mua cho mày mấy chục lố cũng được. Cầm. Bây giờ là coi như mắt tao hết thấy đường rồi. Tao quéo hết rồi. Bây giờ mày dò coi trúng. Giấy dò đâu? Dạ, dạ, giấy dò thì giấy dò. Mày đọc coi trúng không? Dạ, 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 rồi. Mày coi nha, mày coi số nha. Không. Đọc đi. Không. Đọc đi. Không. Cái con quỷ. Trời ơi, mày đọc mà. Dạ, em nói là số 0 đó anh. Số 0. Số 0. Số 0. Ở trong đây có 3 tờ có đều có số 0 hết. Không, không, không. Không, không. Không, không, có luôn. 2, 2, 1. 2, 2, 1. 21 cuối đó. Trời ơi, số 21 yêu quý. Trời ơi, trời ơi. Không, không, 2, 2, 1. Ê, ta trúng rồi, hai ơi. Không, không, 2, 2, 1. Mày sẽ là đại gia rồi. Mày đại gia rồi. Tao sẽ là đại gia. Tao sẽ là đại gia. Tao nói cho mày nghe. Tao với mày không phải là uống rượu tới tháng 3 đâu. Uống rượu tới khi nào người ta cúng rượu thì thôi. Vậy là chết đó hả? Làm đại gia cái tướng đổi liền. Mày cho tao hầu mày nha đại gia. Anh Tư. Vậy. Trời, tự nhiên giờ anh thấy đẹp trai dễ sợ luôn vậy á. Khỏi cần khen. Nói nghe nè, thường mà người ta trúng số mà 6 tỷ giống gì đó, tiền tỷ đó, cái người ta hay lì xì cái tiền hên cho cái người đem may mắn. Yên tâm, yên tâm, tao nói cho mày nghe nè được. Ê Ngọc. Tao nói cho mày nghe này Nhã, hai hột ngọc. Dạ. Tao không phải là người hẹp hòi. Dạ. Chắc chắn tao sẽ tặng cho mày. Dạ. Yên hôm, tâm. Dạ. Hôm bữa anh Tí á, anh trúng 2 tỷ là anh cho em 1 tỷ đó. Bây giờ anh trúng 6 tỷ nãy anh cho em 3 tỷ. 3 tỷ. 3 tỷ. Chắc mày má tao à. Tao còn con còn vợ tao nữa. Ở đâu cho mày 3 tỷ. Vậy 2 tỷ. Về đi. 1 tỷ. Mày lấy tiền mày làm gì? Dạ cứu cái mặt bằng số 1 này của em nè. Trời ơi. Trời ơi, tao tưởng cái gì? Ba cái đồ quỷ đó hả? Tao ra giường tao hái cho mày cặp bự đặt vô. Ok. Ôi, không có chịu đâu à. Mày quy qua cái con số đi chứ, tự nhiên cặp bự tự nhiên để lấy cặp bự treo toàn tèn bị ghê lắm thôi. Cho tao nói số. Mày nghe, mày đứng mày nhói nhã một hồi á, không cho một cắt. Không cho mày biết vậy luôn á. Đi về đi, đi về đi. Có tiền muốn nói gì nói là mày. Đi về. Không cho mày một cắt nào. Bữa nào mày tao kêu mày là thằng đực. Thằng đất. Anh không cho em mấy không? Không. Anh nhớ. Anh nhớ không có cho em đi nha. Không cho. Em về đó anh hai. Ê đất. Ê đất. Đất nghe. Ê đất đất đất. Bây giờ đi lãnh. Bây giờ đi lãnh vé số. Đi lãnh vé số. Ê nhớ là bữa nay 30 Tết. Đâu có ai cho lãnh. Đúng rồi. Cất đi, mày cất đi, mày cất đi. Cất chỗ nào? Mày cất đi. Mày cất làm sao? Lận. Nhét vô đây. Hộp. Bỏ vô đây, bỏ vô đây. Bỏ vô đây. Nhét đây vô đây. Ráng giữ nha con. Mày để ông đó yên tâm rồi đó. Yên tâm, yên tâm. Thôi bây giờ nhậu đi, nhậu đi. Uống đi. Bây giờ đại gia rồi, uống kiểu khác. Đúng rồi. Hồi xưa tao với mày là uống bằng cái ly với cái nắp không? Bây giờ đại gia uống kiểu khác. Uống sao? Mày nóng hả? Uống về hội lớn lắm. Sang năm năm hợi mà. Sao mày uống rượu giống heo nái nhà tao ăn cáo à? Tao đã nói với mày rồi, còn một ngày nữa qua năm hợi rồi. Đất coi ông nội ơi nó uống. Uống nữa đi, uống cái dáng này đẹp nè. Uống nữa đi, uống nữa đi. Tao chế vô cho mày uống nữa nè. Đó. Uống ha. Uống đi. Phê. Ráng uống nữa. Ráng uống nữa. Ráng uống nữa. Ráng uống. Ba tờ này là của mình phải lấy lại thôi.
khổ bà, từ nào giờ tôi chưa thấy thằng nào ngủ dáng này nha. Dáng này y như nằm trong bụng má đó trời. Không sao, tao lội ra, tao bẻ cặp giò gà này tao lấy ha. Sao nó ngủ khôn dữ trời. Trời đất ơi, sao mà lấy được đây trời. Cái thằng này trời. Không, không được. Trời ơi, nó trở lại là chết. Trời ơi, trời ơi. Biết vậy đá ăn cái cho nó nằm sải lai lấy luôn cho rồi. Ba tờ giấy số bây giờ nằm trong tay của mình rồi. Trời ơi, vô lẹ đi chị Tư hả? Anh Tư đâu? Anh Tư đâu, chồng ra đâu? Dạ vô đi chị Tư. Trời ơi, vô vô. Kìa kìa anh Tư, kìa anh Tư nằm kìa. Trời đất ơi, tôi đi chút xíu mà lại nằm sai xỉn nằm một đống vậy nè. Dạ. Thiệt, bực mình nè. Trời đất ơi. Anh hai, anh vô nhà tôi. Anh là đàn ông mà nói chuyện một người phụ nữ với tôi. Chị Tư, hai lần chị Tư. Hai người phụ nữ lần. À, nói chuyện với hai người phụ nữ. Đẹp. Gì vậy? Gì vậy? Nhìn hai bà muốn ói đẹp chỗ nào? Giống như Hà Bá dưới sông trèo lên mà đẹp. Nè, anh nói chuyện với hai người phụ nữ mà anh để cái tay làm cái gì vậy? Hả? Tôi để cái tay tôi làm sao? Rút tay ra. Tư ơi. Bây giờ ông muốn để chỗ nào kệ cha không đi. Chủ ý là 6 tỷ. 6 tỷ? Ừ, 6 tỷ chị. Nè, hồi nãy mày nói trong ông cắt ở đâu vậy? Hồi nãy em thấy anh nhét trong quần anh á. Trong quần hả? Dạ. Ủa, sao không thấy? Trời, chị chui vô quần ảnh đi. Tao đập vô mặt mày nha mày. Hay là nãy anh nhậu nhẹt ở đâu anh rớt ở ngoài mình kiếm ngoài đi chị. Mày xét thử coi. Anh hai gì nãy anh vô đi đứng đàng hoàng lắm mà sao giờ tự nhiên anh xòe đâu vậy? Ê, kiến cắn người à, kiến cắn anh hả? Mày không biết con vợ tao nó quýnh tao, giờ tao bị nội thương rồi. Thôi kệ không đi bị lốc chứ hả chị Tư à. Nãy giờ em nghĩ là chỗ nào mình cũng xét hết rồi. Ừ. Còn có một chỗ mình chưa có xét. Chỗ nào? Mấy giờ mình qua mình giúp anh hai mình khám thương cho ảnh đi chị Tư. Cái gì vậy? Cái gì? Hai người làm cái gì vậy? Cái chỗ chiếu đây. Chừng đi. Quét. Trời đất ơi. Tôi đâu phải heo đâu mà kia người thập quyết ăn Tết. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Nè, cái người đàn bà có tập tạ kia. Liệu hồn nha. Nè, nói cho anh biết. Con Ngọc nó nói với tôi là cái chuyện vợ chồng. Chồng tôi trúng số, độc đắc. Một tờ 2 tỷ, 3 tờ là 6 tỷ. Ha. Mà nó nói trước khi nó đi trong nhà này có 3 người thôi, đó là anh, nó và chồng tôi. Mà bây giờ tôi kiếm trong người chồng tôi không thấy một tờ giấy số nào hết, thì tại sao nó là như vậy? Rốt cuộc tôi suy nghĩ chỉ có anh. Nè, nói cho biết nha, nói cái gì phải có chứng cứ nha. Dù không người ta cái tội ăn cắp, tôi thưa ra tòa ở tù mọt không à. Anh nói cái gì? Thưa chị Tư à, em thấy anh hai nói vậy là có lý đó. Ừ. Cái gì cũng vậy, nói có sách, mách nó phải có chứng, ra tòa mình mới bắt tội người ta được. Chị hiểu không? Đúng rồi, ông bà người ta nói cái câu đó là đúng rồi đó. Nó có sách, mách có chứng á. Bởi vậy em nói chị Tư nghe. Sao? Bây giờ mình phải xét thôi. Thà mít lòng trước được lòng sau chị Tư à. Như vậy. Anh lết đi đâu vậy? Anh lết lại vô đây đi. Lết xa quá người ta không có lấy được hình cái bản mặt gian xảo của anh đâu. Lết vô đây. Lết về chỗ cũ. Con Ngọc tôi nói đúng. Tôi nghi anh lắm. Nghi gì? Tôi phải xét thôi. Nam nữ thọ thọ bất tương thân nha. Ha? Tôi là qua đã có chủ rồi nha. Từ à, chị cứ nhào nhào vô à. Dẫu gì chị cũng là gái đã có chồng,
Vì nhào vô vậy người ta quánh tiết hạnh thì là đúng rồi. Ảnh nói đó, nam nữ thọ thọ bất tương thân, đúng không anh hai? Ờ. Vậy em được không? Gì? Gì mày? Nè, mày dừng lại nha. Hai người này tính xâm hại tập thể tôi phải không? Gì? Anh hai, tôi thưa đó nha. Anh thưa cái gì? Ờ, tôi thưa ra tà đó, tôi có luật sư Nhật Bổn mà. Ờ. Này. Anh hai. Ngọc. Dạ. Mày làm cái gì mà ông rên dữ vậy? Em mới có khởi động thôi à. Chắc tại anh nhạy cảm đó. Trời ơi. Chị Tân, chị làm gì vậy? Heo mi. Chị Tân, ông nắm giò ta. Ông nhổ lòng chân táo. Chị Tân. Ôi gì? Chị Tân. Trời ơi, anh Tư anh tỉnh vậy rồi. Mới nghe nè, bây giờ em nói chị nghe nè. Bây giờ chị phải giúp em lột xác ảnh ra, kiếm cho được, băng được 3 tỷ giấy sớm cho em. Dám đụng thân thể tao không? Trời ơi, dám, dám, dám. Trời ơi, 3 tỷ của em. 6 tỷ này chị, 6 tỷ này chị. 6 tỷ? Dạ. 6 tỷ nó đâu về ta. Nè, ông lượm ở đâu ra cái bộ đồ thi gớm vậy? Chị Tân, tôi muốn mặc bộ đồ này lắm hả? Không phải đâu. Dạ, em là em thích màu mè lắm đó. Dạ, kim cò là em thích lắm, em còn chưa dám bận bộ đồ đó nữa. Mày công nhận nha, anh gan dễ sợ luôn á. Mày đừng có ghẹo tao nha mày. Con vợ tao nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa con bộ mà bị lộn bộ, mày ăn vừa đầu rồi đó. Khi nào anh không bận nữa cho em nha. Con bộ này biết tao đi ngang xào phơi đồ. Là bộ tập yoga con nó tao hốt tao mặc để tối tao ngủ, mày biết chưa? À, chị Tư, thôi bây giờ ông muốn bận gì kệ không? Chị Tư, anh biết. Bữa nay nó mới lòi mặt chuột ra nha. Anh là một người bạn nhậu của chồng tôi mà anh tham lam, anh dám phục rượu anh. Anh ăn cắp 3 tờ giấy số 6 tỷ. Không có, tôi mượn vốn làm ăn thôi. Mượn cái gì? Chị Tư, thôi, mình kêu anh, mình kêu ảnh vậy để mình là lãnh tiền đi. Còn dạ. Cái ông chồng này nữa. Phụ chị chở. Đỡ anh lên. Dạ, dạ. Dạ, em Tư ơi. Ốm mà nặng như quỷ. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, hai người đẹp đỏ quá mà. Anh Tư tỉnh vậy. Ôi, bớ anh Tư. Ê, tỉnh gì chưa? Hai gì? Em Ngọc đẹp. Ai cho mày về? Vâng, nghe là tao biết mày về. Ai cho mày về? Tôi không về làm sao là giành được cái tài sản của ông chứ? Hả? À, sao? Tôi nói cho ông biết. Có giấy số rồi. Kể từ ngày hôm nay, trong nhà này tôi là trùm. Ông mà uống một giọt rượu đó hả? Thì tết ai nè. Anh không cần đi chơi. Đi chơi. Ôi trời ơi. Ủa sao cái thế này nó giống mình đã gặp ở đâu rồi trời? Vợ anh mới dạy cho tôi đó. Hả? Vậy là con quỷ vợ mình nó đã nó có học trò rồi. Sớm này thế nào cũng có nạn nhân như ta thôi. Anh đừng cam ra nữa. Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của anh. Thì tôi ở đây làm chi nữa? Đi. Anh cứ đi đi. Đất. Hãy. Đất gì? Ngọc. Dạ. Yeah. Mày làm ơn mày lấy tài sản tao bển giùm đi. Lết qua mà lấy cái tài sản của anh. Cái con người gian trá, lừa thầy phản bạn. Con người của anh, tôi nói thiệt với anh á, bây giờ không có ai được sai tôi hết á, ngoài trừ chị Tư. Chị Tư nè, chị Tư 2 tỷ mình nè, chị Tư. Mình. Cái trời anh ơi. Đồ, cái thứ thấy người sang mắt hoàng làm họ. Cái thứ của mày là cái thứ. Anh nói thứ gì anh hai? Anh nói thứ gì? Mày muốn hỏi hả? Thứ gì? Cái thứ của mày dù ước mơ cho lắm thì không bao giờ mày nhả được cặp ngọc ở đâu. Tôi có nhả được cặp ngọc không? Đâu đến phiên anh cho, mà phải là do chị Tư cho. Ừ. 3 tỷ nha chị Tư. Đừng có hòng, ăn ở bất nhân sắc đức. Nó sẽ toàn ten trên người mày suốt đời. Mày là một con quỷ nhiều chuyện. Đáng lẽ mày để cho tao lấy 3 tờ giấy số, tao lấy 6 tỷ đi. Tao có thể chia mày là 3 tỷ, mày biết chưa, đồ con ngu. Anh nói tôi nhiều chuyện hả? Chứ còn gì nữa. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Bây giờ tôi mới nhiều chuyện nè. Chị Hai, trời
ngựa vé lộn kia tao lấy có 6 tỷ nha mày. Mày nói mấy chục tỷ là sao? Cái gì? Lâu lâu nó mới nhậu một lần. Mà mày đưa ba cái cha ghi ra làm chi sao có ngồi nhậu. Theo lý vậy trời ơi chị ơi, chị xỉn rồi. Xỉn gì, lâu lâu phụ nữ phải nhậu cho phục vụ mấy nhà chồng. Để mấy nhà chồng mới biết được á, trời đất ơi trời. Chồng tôi đây sao? Dạ chồng chị đó chị. Thấy cái muốn tỉnh rượu luôn rồi. Ông thấy hình ảnh của ông chưa? Bà đàn bà mà cũng uống rượu hả? Tôi uống cho ông nhìn thấy cái hình ảnh mà ông uống đó. Và tôi phục vụ ông bao nhiêu năm nay. Tại sao ông lấy cái bộ đồ tập yoga của tôi mặc cái gớm vậy? Bà cho tôi có một bộ tôi đi ra đường. Không lẽ tôi mặc bộ đó cho hôi hám. Tôi phải có bộ thai chứ. Trời đất ơi chồng con. Mà đang nhậu mày đưa cam vô chi vậy? Đi vô gì nghe. Tôi đang nói gì là gì vô cho ai vậy? Tôi không có nhậu nhẹt có xỉn gì hết trơn á. Kêu tôi qua đây làm cái giống gì đây? Dạ tại dạ, sao dạ. Xuất hiện đây? Trời ơi chị hai ơi, chồng chị ăn cắp của người ta 60 tỷ đó chị. Cái gì? Dạ Quỳ Sơn. Cái gì vậy hai? Tôi dạy anh làm sao? Hồi tôi mới lấy anh về tôi nói rồi, dạy con từ tở còn tơ, dạy chồng từ tở tơ hơ mới về. Lúc đêm động phòng tôi lột đồ ông ra, tôi quánh một trận lên đền rồi. Ông chưa sợ tôi hả hai? Tại sao bây giờ trời ơi nghèo cho rạch sạch rách cho thơm? Tại sao đi ăn cắp giặt vậy? Ăn cắp 6 tỷ mà giặt cái gì? Cái gì? 6 tỷ? Dạ 6 tỷ. 6 tỷ? Ờ. Ăn cắp được không? Không, nó lấy lại rồi. Sao ngu vậy? Trời đất ơi, đi ăn cắp 6 tỷ để cho tao bắt được Văn Dũng không? Trời ơi. Bởi vì mình kìm hãm thú tính lại. Mùng 3 mình quýnh tiếp chứ bây giờ đầu năm đầu tháng mà hai chị đánh ảnh vậy rồi sao ảnh ăn Tết? Quýnh cho bỏ cái tật ăn cắp. Dạ. Được rồi, nghe lời mày, tạm tha cho ông đó. Quýnh cho bỏ tật nhậu, ngồi vậy. Rồi vậy đi. Bỏ rượu, nhất định bỏ rượu. Bây giờ con vợ nó học võ rồi, tôi bỏ rượu. Nghe đó. Chào con đi về. Dạ, rồi. Nhân dịp năm mới, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh YouTube của Thiên Nga. Trung tâm Thiên Nga sẽ mang đến cho quý vị những chương trình với nội dung phong phú hơn trong năm mới. Xin cho chúng tôi biết những sở thích chương trình giải trí mà quý vị muốn xem bằng cách comment dưới mỗi video. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký subscribe. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Tiền sư nó nhà thằng nào đầu năm đầu tháng mở cái bài nghe buồn chết người. Gớm, nó thấy mình ngồi trước cổng chùa nó mở ngay cái bài con nhà nghèo, gớm thật. Chào mùng một Tết mà cái chùa này vắng thế nhỉ? Mà đưa lối quỷ dẫn đường thế nào hôm nay lại chọn ngay cái chùa này, nó vắng như cái chùa Bà Đanh ấy. Chả có ai lai vãng lên đây, không khéo ngày hôm nay thu nhập chả được bao nhiêu. Gớm vất vả thế. Ôi con lạy ông đi qua, con lạy bà đi nãy. Nam ơn Nam Phước ngựa tay bố thi, cho con vất vả đoạn trường cam qua trong cuộc sống này. Con này nó không có quả tim này. Van nài như thế mà nó vẫn lơ đỉnh, nó đi nó nhìn mình bằng cái khóe mắt như thế nào ấy. Chúc mày ế chổng gọng đi ơi. Còn nãy ông đi qua nãy bà đi nãy, Nam ơn Nam Phước bố thì bà ơi, vất vả quanh năm chả đủ ăn bà. Con chào bà. Mày kêu tao hả? Ô hay nhỉ, ở đây chỉ có mỗi hai người, con không gọi bà con gọi ma.
Ôi con xin lỗi bà. Vâng, bà làm ơn nặng phúc bô thi. Mày đừng có giỡn mặt tao nha mày. Mặt tao vậy mà thèm nói chuyện với mặt mày hả? Quên đi con. Bà ơi đi đâu sớm thế, chồng mong con khóc gì mà đi sớm thế. Bà dừng chân cho con hỏi vài câu. Hên cho mày đó, bữa nay tao ăn chay, tao dễ tánh đó nghe con. Bữa mà tao ăn mặn mà tao ăn mắm sống rồi mày tan xác mày nãy giờ với tao rồi mày. À mà chắc mày ở đâu, mày mới tới đây mày không biết danh tao hả? Nguy tao sớm chùa này á là dữ dội lắm á, người giàu gặp tao còn khó, nói chi người nghèo như mày. Vâng, con xin lỗi bà, nhưng mà con là người phàm mắt thịt, con không biết uy danh của bà. Nhưng mà cổ nhân mình có câu giận gần chết ngày Tết cũng thôi, nên con quấy quả muốn hỏi bà vài điều vậy mà. Nè, đừng có giỡn mặt mày. Tao long trọng giới thiệu cho mày biết á, tao là bà Năm Sừng Trâu nè. Chuyên cho dai ăn lời, ở đây ai cũng phải nể mặt tao hết trơn á mày. Dạ thưa bà, đầu năm bà nói như thế là con không biết sừng trâu sừng bò con chả khe. Nhưng mà con chỉ muốn là con nói chuyện với bà vài câu, bà đừng giận con, đầu năm mà con vui rồi. Thôi nói gì nói đại đi, mệt quá. Bà ơi, con người bà phốt pháp như thế chắc là bà sống nhân đức lắm rồi mới cho bà thân hình nở nang thế bà nhỉ. Mày đừng có thấy tao hiền mà không hận tao nha mày. Này bà ơi, ở đây giữa đường, giữa xá, trước chùa, trước miễu, bà không nên gọi con bằng mày. Người ta gọi bà là có chừng người ta đi ngang, người ta đánh giá bà là con người thiếu văn hóa. Mà nói cái câu dân gian mình hay gọi, người ta hay gọi là mất dạy đấy không? Cái thằng này nó mất dạy thiệt. Mày ăn mày, tao không kêu mày bằng mày, không lẽ tao kêu mày bằng nội mày? Ô, bà nói như thế là bà không nghiên cứu về sách vở rồi. Ấy thế không khiếu bà thiếu văn hóa thật rồi. Tại vì ngày xưa mình có cái câu như thế này này, chó nào chó sủa lỗ không, chả thằng ăn trộm cũng ông ăn mày. Chỉ có ăn trộm người ta mới gọi bằng thằng thôi, ăn mày là người ta gọi bằng ông hết. Ăn mày cũng văn chương dạy đời nữa. Thôi được, ngày tư ngày Tết tao hỉ xả cho mày đó. Rồi nói gì nói đi ông nội. Vâng, bà ơi, ông mà mình có câu lá lành đùm lá rách đùm lá nát nó đùm cái lá tả tơi. Không lẽ bà thấy con tả tơi thế này bà không đùm con lại sao bà? Tao mới xuống chùa mời đồng bạc rồi. Ôi, cái câu này hay nhất này, dù chơi chín bật phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Bà cho chùa bao nhiêu cũng không đủ, bà cứu mình con là coi như bà cho chín cái chùa rồi. Làm ơn ngửa tay. Tao mới cứu trợ nặng lụt hết 10 đồng bạc rồi. Bảo Katina đó, tao cứu hết 10 đồng rồi. Sáng nay tao cúng chùa 10 đồng nữa, bây giờ gặp mày nữa. Trời, nhà nào tao cũng làm phước kiểu này, tao bán nhà tao ăn sao. Nhưng mà thôi, coi như tao hy sinh nữa nè. Vâng, cảm ơn bà. Tết nhất có tao hy sinh nè. Lì xì cho mày 2 đồng ăn Tết nè. Chúc. Bà ơi, bà thương cho chót. Bà cho con nhiều nhiều tí, bà cho 2 đồng trả đủ mua bó rau muống thôi, thôi con không lấy giả lại bà đây. Ăn cho... mày mà ra giá nữa, tiền tao muốn cho nhiều tao cho chứ. Trời đất ơi, thằng này nó chảnh thiệt đó nha. Lấy kiểu này mang nhục lắm. Đây, cảm ơn. Ăn mày thì ăn mày, vẫn có nguyên tắc của thằng ăn mày. Đây bà không nhìn thấy donation minimum $10. Ăn mày nó cũng phải có cái danh dự của thằng ăn mày chứ bà. Danh dự? Danh dự mấy thằng làm biếng chăng danh dự gì? Ô thế là bà không, bà xem phim tàu nhiều bà không để ý à? Bà có xem chuyện Kim Dung sao không? Trong Võ Lâm Ngũ Bá cái ban là gì? Cái ban là một trong những môn võ mà ban phái lớn nhất Trung Hoa. Mà cái ban là ai? Là ăn mày. Ăn mày là ai? It's me. Rồi bây giờ mày muốn cái gì? Bây giờ bà cho thì bà cho nhiều nhiều thôi, cứ giả lại bà đây thôi. Thôi sẵn rồi con cho bà luôn 3 đồng đi, bà ăn phở đi. Tại sao taxi của hôm như mày 10 đồng này mệt quá đi. Bà ơi, ông bà mình có câu cách cho hơn của, đem cho, bà phải tươi cười lên. Bà cho như thế ai mà lấy, con tự ái con không bao giờ con lấy. Cứ bà cho tiền bà phải cười tươi như thế này thì mặt bà cứ hầm hầm như thịt bằm nấu cháo, thế ai mà lấy. Mất tiền tôi phải cười nữa. Được, tao cười. Vâng, phải cười. Mà không được, giấy 100 không có tiền lẻ mày ơi. Ôi cái đấy thì bà không cần lo, con thối bà 90. Mà có không? Ôi bà yên tâm, mình business mình phải đem hàng theo thối chứ. Chưa thấy thằng mày nào như thằng này hết trơn. Bà ngồi gì? Xuống đây bà chờ lẻ con tí. Tôi về gấp mà. Từ từ để con lại thối cho bà gớm.
nhanh lên đi. Không có tờ 10 đồng đấy, con phải lựa. Đọc ta. Cái tay con nó đau quá gớm. Bà nâng hộ con cái tay ra. Thôi đi, tết nhất mắt bà nâng tay quẹ mày, nó giảm đi mày. Không sao đâu, con mới móc cái túi được. Đây này, con để mày, bên túi bên này đi. Gớm bà ơi, sao bà khó khăn với con ạ? À? Sao nó vướng thế nhỉ? Chưa lâu quá đi. Hả? Gì vậy? Hả? Trời đất, mày què giả hả mày? Mày lường gạt tao mày? Không phải, con không muốn lường gạt bà này, nó đau sơ sơ thôi mà vác vào này người ta thấy thương tâm đấy. Đấy là chiêu thức của anh mày. Trời, có tiền nó nhiều cái chưa kìa. Cái này nó cũng không có. Ôi trời ơi, nó có mấy đếm tiền nên trời đất ơi. Đọc, à, bà chờ con tí, bà chờ. Cái gì vậy? Chết. Phone phải không? Trời mày... ăn mày có phone tay nữa trời. Có chứ, ăn mày cũng business mà. Ngày nào ông ra đây ngồi đấy là nghề của mình rồi. Alo, ZZ mình đấy hả? À, anh đây. Ừ, đang có khách hàng. Thế nào? Rồi nhận xong hết rồi, cái vỏ 4.000 thôi nhá. Đừng, ừ, anh nhận cái hột đấy vào cái vỏ kia 4.000 thôi. Mua rẻ rẻ, cái rẻ rẻ thôi, ừ. Không, mùng 1 Tết là Tết Việt Nam mà. Shopping nó vẫn mở cửa. Ừ, chiều anh lấy cho mình, tối chúng mình đi chơi. Ừ, cái giỏ Gucci 3.500 vậy. Chiều nay xin là đủ luôn. Ừ, sao? Cho vé đi xem lại nhạc hội á hả? Hả? Thôi cho vé bình thường giả lại, ông ấy đi quăng giả lại. Gớm, hai vợ chồng mình mua hai cái vé VIP 600 coi vô tư. Ừ, thôi ở nhà nhá, mở mực, hộp mực sen với lại mở mấy giò thủ, giò lụa rồi ra, rồi mở cái bánh trưng ra chờ tôi về ăn nhá. Ừ, thế nhá, bye bye Hurley. Ok, bye bye. Con vợ, gấp. Tao thấy mày ăn mày mà mày giàu quá, mày cưng vợ mày quá ha. Mua bóp Gucci rồi hộp xoàn á. Vâng vâng. Mày mà chịu tao, tao cũng chịu mày. Trả số tiền lẻ lẻ đi. Mà tao nói mày nghe, tiền mày nhiều quá trời, mày nhiều hơn tao nữa, mày đi ăn mày chi vậy? Nói bà thương, không phải là con cái nghiệp ăn mày bà. Đây này, bà biết không, con này cũng tính mua cái nhà để đi ra đi vào, ừ. Để cho nó có chỗ chui ra chui vào ấy, ừ. Nhưng mà vất vả là tại tiền lãi nhà băng nó cao quá, con muốn pay off luôn. Đấy, thành thử dáng ngồi lết rồi vài tháng ấy. Lãi nhà băng mà cao gì? Tao cho vay mới cao. Nhà băng á lấy từ năm, tao á tính từ tháng. Một tháng á tao cho vay 1.000 á, là tháng sau phải đưa tao 1.200. Ôi, bà ăn lời cắt cổ thế à? Vậy chứ sao? Mà bà biết không, làm cái này nó cũng vất vả lắm bà ơi. Bà ăn lái như thế, bà biết ngày xưa con đâu có ngồi thế này. Ngày xưa đấy, cái nghề này là chỉ nghề tay trái của con thôi. Nghề ăn chánh của mày là nghề gì? Ăn cướp. Hả? Ngày xưa con ăn cướp. Nhưng mà sau mấy lần con đi vào chùa con, rồi con nằm con suy nghĩ, con vắt tay lên trán, thế mình ăn cướp đến lúc nào? Đấy, ngày xưa mình còn to con, mình còn cướp được gớm. Bây giờ cứ như con nhái nó vật một phát chết mẹ nó rồi. Thế là bây đây đấy, ngày xưa đấy, cái bản này con xài 20 năm rồi. Gớm, ngày xưa chủ trương của con là thà ăn cướp hơn ăn mày. Bây giờ cảm thấy my body không được ăn cướp được nữa, đổi sang ăn mày hơn ăn cướp. Mình cũng phải sám hối chứ bà gớm. Thì tao á, cho dai cũng là ăn tay trái thôi. Thế ăn chính của bà là ăn gì? Ăn welfare. Ồ. Tao nói thiệt cái mày hả, cái nghề cho dai cũng cực lắm, không có sướng ít gì đâu. Nhiều bữa hả, một tay lái xe, một tay ôm con. Bà có chồng còn con mọn thế hả? Ôm con dao á. Trời đất ơi, nó giật nợ tao, tao rượt nó, tao đòi nợ. Nó không trả tao xiết đồ nữa, tao xiết đồ không được, tao có dao sẵn tao xả nó. Chứ đâu có sướng như mày ngồi mình một chỗ gì đâu. Bà ơi, thế là con biết rồi. Thế là bà, tại bà cho vay lấy lãi cao thế, thành thử ra người ta mới đặt bà là năm sừng trâu đó, đúng không? Không phải. Nói cái chuyện này, tao vừa vui tao vừa buồn. Mày biết không, tao hồi đó tao dưới quê á, năm 17 tuổi á, nhà tao nghèo lắm, tao phải đi chăn trâu. Mà được con cái nha,
Tao nói tao đẹp, trời đất ơi, tao đẹp sắc nước hương trời vậy mày ơi. Tao nhớ bữa đó tao mới ra khỏi nhà, năm đúng sinh nhật 17 tuổi nghe, tao mới bước ra khỏi nhà, tao nói chim nó rớt bịch bịch đột 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 đột, nó chết trước mặt tao vậy mày. Cái tao ra ngoài hồ cá, tao cho cá ăn, không con cá nào dám mà mình moi lên để nó ăn hết trơn, nó lặn hết trơn rồi mày ơi. Tao thấy bà kinh khủng quá, nó chết hết hả? Đâu phải, nhan sắc á, tao thuộc loại là chim sa cá lặn đó mày hiểu chưa? Nhưng mà tao coi chuyện này nè, tao nhớ đời rồi mày ơi. Tao đẹp đó nữa mà trâu mày đồng nó còn mê tao mà. Mày biết không, con trâu đó nó có dòm tao, tao để ý nó một cái sừng, cái thẹo nhỏ nhỏ trên trán đó. Tao để ý nó mà, cái lâu lâu nó dòm tao, tao biết mắt nó muốn gì nữa. Tao bây giờ làm sao tao chịu nó được mày? Mày biết không, cái bữa đó nó chịu không nổi hay sao á, nó cứ nhầm cái bụng tao mà nó hút vô mày ơi. Cái tao quýnh quá không biết sao, tao bẻ hai cái sừng luôn, tao quất quất quất, trời ơi, tao nói nó chết tươi mày. Từ đó tao có tên cô năm sừng trâu luôn, mà cũng nhờ vậy tao ế luôn tới giờ. Trai trong làng đâu ai dám dòm tới tao đâu à. Mày biết không, trâu tao còn giật chết không như người. Còn mày, mày bảnh trai quá, mày sầm điềm, mày đi ăn cướp làm gì vậy? Ăn cướp là ngày xưa, bây giờ con ăn mày. Bạn trai thì bạn trai chứ, con nói bà nghe đấy. Thì thấy mình sám hối thôi, thà mình đi ăn mày sướng hơn, làm ăn cướp vất vả quá. Tự nhiên đứng trước cửa chùa, tao cũng thấy tao muốn sám hối mày ơi. Tại tao cho gian lời các cổ khác gì đi ăn cướp, mày thấy không? Đúng rồi, đây bởi này, con nói bà nghe này, cái sao? Nghề ăn cướp ấy, của con với bà là đồng nghiệp. Bà cũng ăn cướp, nhưng bà ăn cướp không cần dùng súng đạn thôi, bà hiểu không? Cho vay ăn lời các cổ giống ăn cướp thôi à. Đúng vậy. Bởi vậy lâu lâu tao phải lên chùa tao sám hối nè. Thành ra cửa chùa nè, lúc nào cũng rộng mở, mình có lòng á, Phật không có bỏ mình. Tao thấy ăn ở sở lợi á, ông trời ông gửi ông cho. Ông cho mình phải xài nha mày, mày đừng có hà tiện rồi nha. Tao dặn mày đừng có hà tiện, mày phải xài nghe chưa. Mày hà tiện, ông lấy lợi mấy hồi đó. Thành ra mỗi lần tao kiếm được 1,000 đô hả, thế nào tao nói bận cái gì tao bỏ hết á. Tao lên chùa, tao cúng 5 Phật. Ôi thế bà tốt quá rồi, bà kiếm được 1,000 bà cúng vào chùa 500, thế là phước đức đầy nha nhỉ? 5 đồng. Cho bà mới bảo bà cúng 5 phần. 5 phần ngàn. Thì 5 đồng phải sao? Gì mà dòm tao? Bộ mày không tính tiền tao trước khi tao đi ra khỏi nhà tao, tao lên chùa tao phải đi ăn sáng hả? Mày không tính tiền tao lái xe tao hay đổ xăng hao tiền xăng hả? Mày không tính tiền tao ra đi lên mấy cái bậc thang này nè, nó hao dài hao dép tao hả? Mày không tính tiền tao quần áo hả? Mày không tính tiền tao khát nước tao mua chai nước tao uống rồi, mày không có tính tiền tao là mùa giấy gì đó, khăn giấy tao lao lên mặt tao hả? Tính ra cũng mấy chục bạc chứ mày tưởng hả? Gớm với Phật Thánh mà bà còn tính thế, thảo nào bà cho con 10 đồng mặt bà cứ kinh khủng á. Phật á, mà tao cũng có 5 đồng mà. Cái bản mày á, bản mặt mày á, tao giọng vô họng mày đắp bồ. 10 đồng bạc mày muốn gì mày xỉa xói tao hoài vậy? Đâu có xỉa xói gì đâu. Để con tìm tiền con thối cho bà. Lẹ lẹ đi tôi về. Gớm đem tiền mặt trong người. Bà lấy cái tay. Lại ông đi qua lại bà đi lại, làm ơn làm phước bố thí cho con. Xin đồng cảm ơn anh đẹp gái, chị đẹp gái. Chúc rời ban phúc. Bà thấy bố thiên sư nhà nó xin như thế mà chảy cả nước mồm nước dãi ra, mà nó nhìn xong nó thọt thọt trong túi, xong rồi con kia nó khều xong thằng nọ đi. Gớm, mày không có tiền mày dẫn bồ mày đi chơi làm gì? Làm đeo và vất vả thôi bà. Lẹ đi. Đây để tiền mặt trong người đây. Gớm, bà thấy không? Người đâu của đấy bà. Bao nhiêu tiền con mang theo hết. Không thèm gửi nhà băng. Sao mày không gửi nhà băng cho an toàn? Gớm, nhà băng có an toàn. Bố mày không sợ ăn cướp hả? Trời ơi, mà mày là ăn cướp rồi mày còn sợ ai nữa? Đúng rồi, bởi thế con mới giữ tiền trong người đấy. Thì gửi bà nhà băng đi. Ông, ôi, nhà băng không quan trọng đâu, nhà băng không ăn thua gì. Sao vậy? Ông bà mình có câu người đâu của đấy, đấy đồng tiền nó đi liền khúc ruột. Đấy, bà hiểu không? Nhà băng làm gì chắc chắn đây, 8 cái casino ở bên Mississippi đấy, nó chứa bạc tỷ, chỉ một trận bão Katrina nó đưa mẹ nó hết ra biển rồi. Bây giờ thằng tỷ phú nó còn không có tiền bằng con đây này, mấy chủ casino giờ chết hết. Mày nói nhiều quá, thôi thì tao lại đi. Thằng này nó kiếp trước nó câm, sao kiếp mày nói quá trời quá đất vậy mày đấy? Không chuyện gì mà cứ ngồi đếm tiền hoài, đây. Đây con gửi là bà 90, đây chúc bà làm ăn may mắn phát tài bà nhá. Đừng có rủa xả tao nghe. Không ai rủa bà đâu. Thôi tao đi đó. Vâng.
Cái gì? Tiếng cho thêm à? Cho thêm cái gì? Welcome. Một bữa mày rủa người ta dữ lắm mà. Sao hôm nay mày không rủa tao nữa? Cô ơi, nằm ở Nam Phúc bố thí cho kẻ tật nguyện một đồng à, kiếm thêm tiền chiều mua con heo sữa. Lấy dùm con, cảm ơn cô, có chồng cô nhá, lúc nãy rủa lộn. Ê, tao thấy mày làm ăn mày tao ham quá à, mày ngồi chút xíu, mày đi, tao tốn chút xíu nước miếng mày kiếm hai chục. Bây giờ tao ngồi trước cửa chùa tự nhiên tao thấy lương tâm tao cắn rứt, thành ra tao á tính đổi nghề. Thôi bà đang sang trọng này bà đổi nghề ăn mày ai xem. Sao mày biết tao đổi nghề ăn mày hay vậy? Bà tính đổi nghề chỉ có thể bà nhìn thấy con làm ăn khấm khá, bà tính đổi nghề anh mày gì? Mà tao nói mày nghe, mày chỉ tao được không? Bây giờ tao tính bỏ nghề cho gian lời cắt cổ rồi đó. Không, con nói bà nghe này này, làm ăn mày ấy không phải là có tài mà phải có duyên nữa. Duyên? Bà có duyên bà xin người ta mới cho, không có duyên nó chửi trong mặt ấy. Thì giờ mày dạy tao đi, sao tao biết được ăn mày? Tao nào giờ tao đâu có quen đi ăn mày như mày đâu. Không, nếu chỉ mà nghề cho tao đi. Bà muốn như thế thì con tận tình chỉ bảo cho bà chỉ. Nhưng mà đi. Bây giờ bà phải rehearsal sổ trước cho con xem. Trời, ăn mày có rehearsal nữa là sao? Thực phải tập thử, hả? Thực tập cho xem. Rồi, bây giờ mày có, chỉ có tao đi. Có thiếu ăn mày không chứ gớm. Nhiều khi ngồi không ai cho. Bây giờ mình xin, mình động lòng người ta gì? Vâng, động lòng á. Lại ông đi qua, lại bà đi lại cho một đồng ăn cơm. Cảm động không? Gì mà dòm tao? Tao xin rồi hay vậy mà sao mày dòm tao? Bà nhìn trong ánh mắt con có một tia nào cảm động không? Mặt mày cháy quá, mày cảm động gì? Xin xong nó cứ đơ như tượng ấy. Chứ sao? Bà cứ xin mà bà cứ như đào hát thế ai mà cho. Cái này bà phải xin như con này vất vả mà giọng mình phải vật vờ lên này này. Nằm thế này này. Hiểu chưa? Phải nằm vật vưởng ra thế này. Nói mà như cái dòng mà ai bóp cổ hết hơi ấy. Rồi. Nằm sao? Này ông đi qua. Này bà đi. Thôi đi. Nói đàng hoàng, nói rặn từ câu hơi đâu tao rặn như mày. Mày thì rặn á, mày rặn theo kiểu chèo cổ. Tao ăn xin theo kiểu cải lương sao giống mày được. Giờ mày chỉ tao đi. Mày luyện cho tao đàng hoàng đi. Bà quyết định như thế hả? Quyết định, tao từ nay tao phải đi ăn mày. Tao thấy tiền tao mê quá rồi. Chưa có ai mà chọn cái nghề kinh khủng như bà này. Em tưởng là có mình em chứ good idea đấy. Mà em nói nghe này, thế một ngày ấy, nói thật sự ra đây này, bà biết thu nhập một ngày bao nhiêu không? Đây, bà muốn thì con chỉ cho bà tận tình. Bao nhiêu? Nhiều khi mèo mù vớ cá rán ngày kiếm được 200. 200 đô la hả? Chứ không nghe 200 gì, 200 tiền âm phủ à. Ôi trời ơi, 200 đô, một tháng 6.000, không có vốn, không đóng thuế luôn. Ôi trời ơi, được, từ nay tao theo mày, tao học tao đi ăn mày luôn. Bà quyết định như thế. Quyết định. Con nói bà nghe, đây là bắt đầu nhảy vào lĩnh vực business. Ừ. Con truyền nghề cho bà. Ừ. Bà dáng, bà vật vờ, vật vướng, bà lăn lộn như thế nào con không cần biết. À. Mỗi ngày bà đóng con 40%. Đấy, trong business người ta gọi là chia tứ lục. Bà vất vả lăn lộn kêu gào kêu khóc. Bà ăn 60, con ở nhà con ăn 4 thôi. Nè, mày nhìn kỹ tao nghe. Tao cho vay có 20% á, mày nói tao cắt cổ người ta. Bây giờ mày nhìn tao đi nghe, mày đòi tao 40%. Mày nhìn tao chừa cái cổ tao ra thôi, từ trên xuống dưới mày muốn cắt cái gì mày cắt mẹ nó đi. 40% dồn đồ gian ác. Tao móc mắt bây giờ mới dây. Đồ gian ác à. Vậy mà mở miệng ra nói đạo đức. Đồ xảo trá, đồ xảo ke. Bởi vì tao nói có giàu cũng trời cũng ngồi cho ngồi lết qua đích lợi vậy hà. Bà. Vậy. Công nhận 12 bà mụ có thời gian ngồi nặng đẹp bà như tượng ấy nhỉ. Cái bà càng chửi cái mồm bà càng đẹp. Gớm sao người nào mà chửi mà mồm xinh thế cái lị. Ôi giời ơi, bà chửi cái nốt ruồi bà nó cứ bay lên bay xuống, bay lên bay xuống không? Ôi xinh kinh khủng luôn đấy. Đây đầu năm đầu tháng bà đừng chửi như thế nha. Gớm bà cho tiền ai bà phải vui vẻ. Đấy bà cho tiền mà bà cứ lầm bầm như thế. Đấy cái chùa này linh lắm. Gì lên? Gớm hôm qua có con mẹ kia cho con có 1 đồng thôi. Bà chửi quá trời luôn, xong vừa bước chân ra đường xe cán mẹ quẹ ai đó. Mày nói thiệt mày nghe ớn thôi. Ừ, bây giờ không những bà cho 10 đồng mà bà cho con 100 bà vẫn phải cười. À, dân cụ 100 đó. Như thế phước nó vào nhà. Mày tại sao mày đòi tao 10 đồng? Mày cứ ăn xin mày donation 10 đồng là sao? Ôi,
nguyên tắc mà. Thôi tắc, đây đây, lần sau rồi mắt. Đi. Lần sau đi tin đi xin rồi biết. Thôi, chúc bà vui vẻ may mắn nha bà nhé. Tao nói mày nghe. Hồi 17 tuổi tới giờ, từ lúc mà ví dụ năm sừng trâu tới giờ đâu có ai khen tao đâu. Giờ có mình mày khen năm. Thành ra năm thấy năm cũng tại mày nhỏ tuổi với mày có vợ rồi chứ. Mày lớn lớn năm ngồi tao năm lết với mày luôn. Nó chơi mày, tao về đó ha. Thôi chung năm gặp nhiều may mắn không nha. Dạng sự như ý nha, nhớ kiếm tiền nhiều nhiều nha. Tới năm sau tao lại tao thưởng cho mày 10 đồng nữa ha. Rồi hẹn đến năm sau kìa. Thôi chung năm mau có chồng năm nha. Thôi con dọn hàng năm ơi. Thôi em về thôi.